Cuộc chiến không giới tuyến, Trung giải cứu Phương thoát khỏi tay Đoàn. Lan Phương, cô đang ở đâu? Trung lang thang trong rừng sâu, vừa đi vừa gọi to. Đã mấy ngày hôm nay Trung không thấy Lan Phương đâu. Như một dự cảm chẳng lành, Trung đã cho đội trinh sát dò la tin tức, rồi xem lại tất cả các camera an ninh thì phát hiện trong đêm hôm đó tại nhà A Vừ, một bóng đen xuất hiện rồi ôm trùm lấy Phương, đưa cô đi rồi mất dấu. Biết đây không hề là một vụ đơn giản, mà Trung chắc chắn rằng vụ bắt cóc này liên quan tới đường dây của Đoàn. Anh đã cho quân âm thầm truy tìm Phương để tránh đứt dây động rừng. Tối hôm đó, nghe tiếng động lạ bên ngoài, Lan Phương bước ra thì một bóng đen đã vụt tới rồi bịt khăn vào mồm, sau đó cô ngất lịm đi. Hóa ra chính Đoàn là kẻ chủ mưu. Khi thấy Lan Phương càng ngày càng dấn sâu vào tìm hiểu cái chết của bố, còn ra mặt đến nhà lão Hề để xét hỏi, vì sợ Phương sẽ tìm ra bí mật, và thêm nữa là một tính toán của Đoàn xa hơn. Khi thấy Trung càng ngày càng làm chặt, hắn biết việc chuyển hàng qua biên sẽ càng ngày càng khó. Hắn muốn sẽ tự tay điều chế Mai Thúy ở ngay trong bản, theo cách mà lão Hề trước đây đã từng làm thành công. Lan Tâm trước đây là một thầy thuốc giỏi, và trong các vị thuốc của ông có một ít chất nghiện, và Đoàn đã có ý định biến công thức đó thành loại Mai Thúy. Và Đoàn nghĩ rằng Lan Phương đã được bố để lại cho công thức đó. Hắn đã đưa Lan Phương vào bật lán ở rừng sâu, rồi Đoàn ra sức đe dọa, nhưng Phương vẫn cứng đầu một mực nhất quyết không khai. Thôi được, nếu mày không khai thì đừng trách tao. Đoàn bỏ ra ngoài, vẫy tay đàn em bước vào. Mày có thích thử cảm giác của con ma sát chồng này không? Em có, đại ca. Vậy thì cho mày đấy. Có mệnh hệ gì thì đừng bảo là tại tao. Đồ khốn, Lan Phương hét lên, Đoàn lên xe đi về nhà. Ngay lúc này thì Lan Phương bắt đầu bị tay đàn em tiến đến giở trò. Tay chân bị trói, Phương không thể nào cựa quậy, chỉ có thể hét lên, cứu, cứu tôi với. Trung nghe tiếng kêu cứu, anh đã biết rằng Lan Phương đã ở gần đây. Trung lao vào, anh giáng thẳng vào mặt tên kia mấy cú đấm làm hắn ngất xỉu, rồi còng tay hắn lại vào một góc. Phương ngước lên đầy sợ hãi. Không sao, có tôi đây rồi. Trung cởi trói cho Phương, cô nức lên từng tiếng khóc nghẹn ngào, uất ức. May mắn thay, Trung đã xuất hiện kịp thời để giải cứu cho Phương thoát khỏi bàn tay của bọn buôn người.